Trí Độ quyển 95, phẩm thứ 85, Thất Dụ, bảy thí dụ. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp là tánh vô sở hữu, chẳng phải do Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra, thì vì sao phân biệt có các pháp dị biệt nhau? Vì sao phân biệt có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có trời, có người? Vì sao phân biệt có thanh văn, có bích chi Phật, có Bồ Tát, dẫn đến có Phật? Bạch Thế Tôn, trong pháp vô tánh chẳng có các nghiệp dụng, vì sao lại có các nhân duyên, tác nghiệp dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh ở cõi trời, cõi người? Vì sao lại có Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo, được nhất thiết chủng trí và được nhất thiết chủng trí rồi mới có thể độ chúng sanh ra khỏi các đường sanh tử? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, trong pháp vô tánh chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp quả báo. Này Tu Bồ Đề, hàng phàm phu chẳng vào được thánh pháp, nên chẳng biết được các pháp là chẳng có tánh tướng, chỉ do ngu si điên đảo mà họ khởi ra các nghiệp nhân duyên, rồi theo nghiệp dẫn mà phải thọ thân hoặc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm trời làm người vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô tánh, thì làm sao có các quả thanh văn, quả bích chi Phật dẫn đến có nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đạo có phải làm vô tánh chăng? Chư thanh văn, chư bích chi Phật dẫn đến chư Phật là bậc nhất thiết chủng trí, có phải làm vô tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đạo làm vô tánh, chư thanh văn, chư bích chi Phật dẫn đến chư Phật nhất thiết chủng trí đều là vô tánh cả. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh có thể được pháp vô tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có thể được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp hữu tánh có được pháp hữu tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có thể được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh, đạo cùng hết thảy các pháp đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, đều là nhất tướng, làm vô tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thấy chúng sanh ở nơi năm ấm, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mà lại điên đảo tưởng là thường, lạc, ngã và tịnh, nên dùng các lực phương tiện dẫn dắt họ đến chỗ vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phàm phu chấp thân năm ấm là thật có, nên khởi nghiệp, tạo tội, khiến phải qua lại trong các đường sanh tử, chẳng thoát ra khỏi được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chỗ chấp trước khởi nghiệp của phàm phu chẳng có mảy may sự thật, dù nhỏ như lông tóc, đó chỉ là điên đảo mà thôi. Nay ta vì ông nói lên các thí dụ, khiến người trí hiểu rõ hơn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như ở trong mộng mà thấy có người thọ dục lạc, sự việc ấy thật có nơi chốn chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mộng là hư vọng, là bất khả đắc, huống nữa là người thấy trong cảnh mộng mà thật có nơi chốn thọ dục lạc. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, các pháp hữu lậu, hữu di, vô di, có phải là như mộng chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp ấy đều là như mộng. Phật dạy: Trong mộng có chúng sanh qua lại trong các đường sanh tử chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong mộng có tu đạo chăng? Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mộng chẳng thật có, nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bóng trong gương thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bóng trong gương chẳng thật có, bóng ấy làm sao có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bóng trong gương có tu đạo chăng? Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì bóng trong gương chẳng thật có, nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như ở chốn núi sâu có tiếng vang dội ra, tiếng vang ấy thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên
dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, tiếm gian chẳng thật có. Tiếm gian ấy làm sao có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tiếm gian có tu đạo chăng? Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Vì tiếm gian chẳng thật có nên chẳng có thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như vào những ngày nắng gắt, người lữ hành đi trên quãng đường trống, thấy ở đằng xa hiện ra những vùng nước óng ánh tươi mát, nhưng khi đến gần nơi đó thì chẳng còn thấy gì nữa. Hiện tượng này gọi là sóng nắng diệm. Sóng nắng ấy thực sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Sóng nắng ấy có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Sóng nắng ấy chẳng thật có nên chẳng có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được. Sóng nắng ấy chẳng thật có nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như khi mặt trời mới mọc, các đám mây trên trời hiện ra đủ thứ hình, nào thành trì, nào cung điện nguy nga. Thành trì với các cung điện nguy nga đó được gọi là thành Càn Thác Bà. Thành Càn Thác Bà ấy thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Thành Càn Thác Bà ấy có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Thành Càn Thác Bà ấy chẳng thật có nên chẳng có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người. Thành ấy chẳng thật có nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như nhà quyển thuật quyển tác ra đủ các hình tượng, nào voi, ngựa, trâu, dê, nào người nam, người nữ, vân vân, để giúp vui cho khán thính giả. Súc vật quyển, người quyển ấy thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Súc vật quyển, người quyển ấy có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Các súc vật quyển và các người quyển ấy chẳng thật có nên chẳng có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được. Các súc vật và các người quyển ấy chẳng thật có nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Phật quá hiện ra các người quá, các người quá ấy thật sự khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Các người quá ấy có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Các người quá ấy chẳng thật có nên chẳng có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được. Các người quá ấy chẳng thật có nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Trong tướng không có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Chẳng có vậy, bạch Thế Tôn. Trong vô sở hữu chẳng thể có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Nếu như chẳng có người cấu, chẳng có người tịnh, thì cũng chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Vì sao? Vì chúng sanh an trú trong ngã và trong ngã sở, nên mới thấy có cấu có tịnh. Chân thật pháp chẳng có cấu tịnh, bởi vậy nên người thấy như thật là người chẳng thấy có cấu tịnh. Luận. Hỏi: Trước đây Phật đã giải đáp nhiều về vấn đề này rồi, nay vì sao Ngài Tu Bồ Đề còn hỏi thêm nữa? Đáp: Nghĩa tuy chỉ là một, nhưng nhân duyên chấp sự có khác. Dù có Phật hay dù chẳng có Phật thì pháp tánh vẫn thường trú. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, chẳng phải do chư Phật làm ra, chẳng phải do chư Thánh Hiền làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra.
Bát Nhã Ba La Mật quá thậm thâm, rất khó biết, rất khó lường, chẳng có thể dùng tâm phàm phu hạn hẹp mà có thể vào trong di diệu pháp này được. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền thường dùng các danh tự ngôn ngữ, dùng nhiều thí